một loạt tin nhắn với cả gì à, có qua những thằng này đéo nghe. Xong rồi cái thằng thằng mình đọc đến mình bắt sóng ngay hiểu không? Bắt luôn mấy ăn đi. Hai thằng trông nhìn thì à mình chân phương này làm gì có hút thuốc đâu mà còn đi điếu cày. Không, mình bảo là phải là chắc chắn là địt mẹ của gã chị rồi. Nhưng mà tôi vẫn đéo nói. Thế nào? Tôi cũng bẵng đi một vài hôm ấy, một thời gian rồi ấy, tôi không nghe. Xong rồi hôm qua tôi mấy thằng này nhắn thoại đâu tôi không để ý, nhưng mà nó kể tôi cái chuyện này nó cũng gần đây thôi. Thế là hôm qua tôi với thằng cục phòng tôi ấy đi đá bóng về đúng không, tầm 6-7 giờ thì gặp